Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Người kia cũng họ sợ, cũng có một con cái lớn như vậy. Biểu hiện của sở cửu nhất có chút mở bịt, không hiểu gì. Lâm Bắc Thần cũng thở dài một hơi, nói tiếp, nhìn về phía người thần bí. Thần thủ, ngươi còn muốn ẩn tang tới khi nào? thân hình người thần bí chấn động, im lặng một lát, hắn mới không tình nguyện mở miệng, thanh âm khan khan, làm sao người nhìn ra được. Hắn đưa tay tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt trắng nõn gầy gò. Điều gì không phải lâm bắc thần khắc sâu ký ức đối với tướng mạo của tần thụ, nói không chứng hắn thật sự không cách nào nhận ra. Một người có gương mặt trắng nõn gầy gò trước mắt lại là chủ mang nguyên trai tần thụ. Càng không phải cặn bã nam bỏ mặc vợ con tần thụ kia Thời gian đã đâu không gặp Tần thụ đã gầy đi Gầy xuống Ngũ quan của hắn trở nên tuấn giận So sánh với diện mạo béo ụ lúc trước Có sự tranh lệch cực lớn Không còn là loại ông chủ nhà giàu Đôi mắt xanh lạnh thấu xương Cần gây toát ra một loại khí chất khôn khéo sắc bén như trước Xem ra mập là tiềm lực Câu nói này đa số thời điểm đều là trần lý khi còn ở thần giới Ta đã có một số suy đoán Chẳng qua ta không có chứng cứ xác thực Âm ảnh thích khách Chính là ngươi Lâm bác thần nhìn tần Thụ, Dù sao loại trường ngươi Còn có ai có thể giống Thống hận liệt dương thần tộc Không tiếc khách thải ám sát người liệt dương thần tộc chứ Nghe xong tần Thụ không nói gì Lâm bác thần lại nói Lúc ấy ta hoài nghi âm ảnh thích khách chính là ngươi Đã từng trong bóng tối điều tra qua Đáng tiếc không tìm được manh mối Ta đã nghi chớ thần thông âm ảnh này vọt Chỉ tiếc về sau người biến mất khỏi thần giới Lại không nghĩ rằng ngươi lại tới được đồng đạo Trần Châu Tân thụ vẫn không lên tiếng Thương thế trên hai tay của hắn đang khôi phục nhanh chóng Hiển nhiên so với ngày trước Thì thực lực của hắn dường như đã mạnh hơn rất nhiều Còn tốc độ tăng trưởng tù vi không được bình thường Giống như hắn đột nhiên lắc mình một cái trong trước mắt biến thành một thần trận sư bảy trận cực kỳ không tầm thường. Ta có thể đi chưa? Tần Thụ nhìn Lâm Bắc Thần, ân cứ mạng của người hôm nay, ngày sau ta tất nhiên sẽ báo đáp người. Lúc này Lâm Bắc Thần thật sự đã hiểu được nỗi khổ tâm của Tần Thụ. Đương nhiên người không thể đi rồi. Lâm Bắc Thần nói, ta còn có một vấn đề muốn chính miệng hỏi ngươi. Hỏi đi. Tần Thụ ngẩng đầu khắc chế sự nôn nóng của bản thân, kiếm chủ thần điểm miệt hạ người muốn biết cái gì lâm bắc thần cao mày câu nói này bao gồm rất nhiều tin tức nói rõ thần thụ biết những gì phát sinh ở thần giới người đang báo thù cho sở hàm nam tẩu tử đúng không lục đoàn người cố ý để bản thân bị trục xuất biểu hiện sự xa đoạ thật ra chính là muốn dùng sức của một mình mình đối kháng liệt dương thần tộc phòng ngừa người nhà bị trả thu người cảm thấy nếu không làm như vậy thì sẽ liên lụy bằng hữu liên bị người nhà thậm chí không tiếc thì cốt của sở hàm lam tẩu tự chữa lạnh đã trước người mới tổn thương tấm lòng của sở phụ sở mẫu người cho rằng làm như thế sẽ khiến cho liệt dương thần tộc cho dù phát hiện cũng sẽ không vì trả thù ngươi mà tổn thương bọn họ à ta nói những điều này có đúng không lập bắc thần nhìn chăm chăm tân thụ tân thụ nhìn thoáng qua bạch khâm vân bên cạnh cũng không trả lời vấn đề này lập bắc thần hiểu ý Yên tâm đi Ta đã nói ra rất nhiều Tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình Ta sẽ bảo vệ cho bạn bè Cho người nhà của ngươi Sẽ không vì những lời ta nói mà chịu thương tổn Ngoài ra ngươi cũng biết Hiện tại Liên dân thần tộc gần như đã bị hủy diệt Mối thủ của ngươi xem như đã báo được rồi Tân thủ lắc đầu Ta đừng nhìn biết Thần giới đã xảy ra chuyện gì cũng biết liệt dương thần tộc trong trận chiến bạch phát kiếm sơn đã bị người tiêu diệt gần hết nhưng có nhiều chuyện người không biết đâu ví dụ như gì lâm bắc thần truy vấn tần thụ nói thứ cho ta khó mà trả lời được lâm bắc thần cực kỳ tiếc nuối thở dài một hơi với thân phận của người bây giờ nói chung đã bị lộ có che giấu cũng không còn chút ý nghĩa nào tần thụ im lặng lâm bắc thần lại khuyên cho dù vừa rồi ta không phải trần thần phận của người Chỉ dựa vào việc ngươi cứu hai mẹ con họ sở kia Ngươi cũng sẽ bị điều tra thân phận Buông chỉ hôm nay Ngươi có chạy thoát Mẹ con bọn họ cũng sẽ bị để mắt đến Một mình ngươi có thể bảo vệ bọn họ được bao lâu Tân Thụ thở dài một hơi Hôm nay hắn đích thật Đã phạm phải một sai lầm rất lớn Nhưng hắn cũng không hối hận Nếu cho hắn một cơ hội Lựa chọn làm lại lần nữa Hắn cũng sẽ làm như vậy Mặc dù trên thế giới này không có một hai chiếc lá giống nhau, nhưng vẫn có hai người rất giống nhau. Trong khoảnh khắc nhìn thấy sở cửu nhất, tần thủ lập tức nhớ đến người vợ quá cố của mình. Có lẽ trong buổi chiều đổ báo đó, người vợ đã chết của hắn cũng đã từng toát lên ánh mắt tuyệt vọng, khẩu, cầu khẩn. Đáng tiếc và lúc đó, không ai xuất hiện để cứu nàng. Sở cửu nhất và sở hàm lam thật sự rất giống nhau con gái của Sở cầu nhất tên Tuyển Tuyền, cũng mơ hồ có nét tương tự con gái của Tần Thụ, Tần Thiên Toàn. Điều này thật sự quá trùng hợp. Tần Thụ vẫn luôn ái náy vì cái chết của vợ. Trong nháy mắt không cách nào át chế được sự lạnh huyết và lý trí duy trì bấy lâu nay, mà lựa chọn cứu hai mẹ con nào. Tâm điểm của Tần Thụ hỗn loạn, nhưng hắn biết đây không phải là lúc nhớ lại chuyện trước kia, lập tức kiềm chế tinh thần. Lòng bàn tay của hắn đẩy nhẹ Mẹ con sợ cậu nhất không tự chủ được Bay về phía Lâm Bắc Thần Hai mẹ con đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần Nhất định sẽ an toàn hơn So với đi theo hắn Đại nhân Sợ cậu nhất kinh ngạc Trong lòng không đỡ. Thúc thúc Tuyền tuyền muốn đi theo ngài Trịnh tuyền tuyền đút nhát nói Dù sao công là thần thủ cứu Hai mẹ con sợ cậu nhất Trong mắt trong lòng hai người Tần thủ mới mang lại cảm giác an toàn cho bọn họ Cương mặt của tần thụ nở nụ cười Khó khi nào có được Ta sẽ đến thăm hai người Giọng nói của hắn rất nhu hòa Lâm bác thần cũng không từ chối Tôn ra một luồng thần lực Nhẹ nhàng đưa hai mẹ con lên thanh đồng chiến xa Bây giờ không phải là lúc nói chuyện Xem ra lần này ta không giữ được người lại Nhưng có một câu ta vẫn muốn nói với ngươi Hắn cũng nhìn ra được tần Thụ không muốn ở lại chuyện gì tần thụ nhìn thấy biết hành động của lâm bắc thần như vậy đồng nghĩa với việc đồng ý thay hắn chăm sóc mẹ con sở hữu nhất trong lòng không khỏi thở ra một hơi lâm bắc thần nói thiên toàn nói rất nhớ ngươi nó ở thần giới rất cô độc muốn gặp ba của nó nói xong hắn đưa tay ra ánh sáng nhạt lóe lên trong lòng bàn tay của hắn một lúc ảnh thạch chậm rãi bay qua đi đến trước mặt của tần thụ bên trong chính là hình ảnh của Tần Thiên Toàn và những người con gái muốn nói với cha của mình. Lưu Ảnh Thạch là vật dẫn tưởng niệm. Tần Thủ tiếp nhận, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Nếu người muốn chiến thắng vệ danh thần, tốt nhất nên ngăn cản hắn tiến hành diệt trong. Thân hình Tần Thủ dung nhập vào trong tầng mây, giọng nói rõ ràng truyền tới. Hắn đang thưởng thức tử vong và sợ hãi. Điều này khiến cho hắn trở nên mạnh hơn vượt qua sự tưởng tượng của người đấy nói xong cả người của tần thụ biến mất trong bóng tối trịnh tuyên tuyên khóc nức nở cố gắng vẫy tay về phía của tần thụ ta nhớ thúc lắm bóng tối im lặng lầm bác thần chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn mơ hồ nắm được một ít tin tức bây giờ tần thụ làm việc dường như không phải vì mối thùng ngày xưa hắn còn đang có mưu đồ gì đó khác nữa Tần Thụ biết được một số tin tức bí mật, nhưng đáng tiếc, hắn lại không muốn nói ra, có lẽ bởi vì Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lô Đi Tạng ngực bự. Ngày đó bây giờ người chính là đệ nhất cường giả trong trận doanh của thần vương quân. Người hẳn đã biết cái gọi là thần vương chính là vệ danh thần, đúng không? Bạch Khâm Vân cười nhạt, biết, ta muốn quay về cùng ta. Lâm Bắc Thần thanh khẩn nói, Bạch Khâm Vân đưa mắt nhìn gương mặt anh Tuấn đã từng khiến cho nàng trầm luân. Đến nay vẫn tản ra mị lực khiến tim nàng đập thình thịch. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. Không được. Lâm Bắc Thần nói. Thật là không được à? Bạch Khâm Vân gật đầu. Không được. Thế... Thế lý do của ngươi là gì? Tại sao lại không được? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Bạch Khâm Vân cười nhạt, biểu hiện thản nhiên, muốn đi con đường do mình lựa chọn. Người không quên bối thủ chiến sĩ khư giới ngày xưa sao? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Bạch cam Vân ở một tiếng. Bối thủ của bọn họ cho dù chỉ còn lại một chút cũng phải báo. Cho nên người lựa chọn con đường này là vì báo thù. Lâm Bắc Thần cao mày. Bạch cam Vân vẫn thẳng nhiên từ cũ. Ngay từ đầu là vì báo thù. Về sau thì không chỉ là vì báo thù nữa. Thế thì là vì cái gì? Lâm Bắc Thần đập vỡ nổi đất hỏi cho đến cùng. Bạch Khâm Vân đáp, vì mạnh lên. Người theo ta trở về, người cũng có thể mạnh lên. Lâm Bắc Thần lên tiếng mời lần nữa. Bạch Khâm Vân lắc đầu. Ta từng thấy qua một góc tương lai mạnh lên của mình, trong đó không có người. Tương lai có vô số khả năng. Lâm Bắc Thần cũng không muốn từ bỏ, tiếp tục thuyết phục. Bạch Khâm Vân nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ánh mắt rất khẳng kỉnh, thẳng thắn, nhưng lại đầy thương tâm. Ta chỉ muốn khả năng của một góc mà ta nhìn thấy không muốn thứ gì khác. Nói đến đây Lâm Băng thẳng rốt cuộc ý thức được hôm nay hắn không cách nào thuyết phục được Bạch Khâm Vân. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra câu có lực sát thương mạnh nhất. Nếu ngươi không trở về, tiền ta nợ ngươi ta không trả đâu. Hắn tức giận nhìn Bạch Khâm Vân. Lô Lì ngực bợ, nở nụ cười rực rỡ nhất. Ta sẽ tính lãi, người không trả không được đâu. Nói xong, thân hình của nàng cũng chậm rãi lui lại. Bạn học bắc thần, ta thiếu người rất nhiều. Hôm nay ta nhận bộ lui binh, nhưng ngày sau gặp lại, ta không lui lại đâu. Gương mặt trứng ngỗng cực kỳ tinh xảo, dần dần mở đi trong không khí. Cùng nhau biến mất, còn có thân hình của nàng. Lâm bắc thần cũng không đuổi theo. Hắn không chế thanh đồng chiến xa phóng lên trời, và sau đó thả ra uy áp thần vị thương chủ thần từng tầng thương văn lăn lộn trên bầu trời. Giữa tầng mây màu bạc lấp lóe cuồng vũ, trong cự thành vỡ vụn, ba tồn còn lại. Tượng thần vương bị tầng mây thiểm điện khóa chặt, không ngừng phách trảm luyện hóa. Đồng thời đối phó với ba tượng thần vương, mặc dù tiêu hao nhiều hơn, nhưng đối với lâm bắc thần mà nói cũng không phải là việc khó gì. Có rất nhiều con dân đế quốc đại càn nhìn thấy không khỏi nín thở. Tượng thần vương chính là ác mộng của bọn họ là căn nguyên hủy diệt. Bọn họ bỏ ra rất nhiều đau đớn, nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của bọn chúng dù chỉ một chút. Bọn họ vốn cho rằng kết cục hủy diệt đã chú định, không nghĩ đến đại xuất hiện cứu tinh. Nằm nhận áo trong điều khiển thanh đồng chiến xa, có thể đánh bại đám quái vật đó sao? Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bọn họ lo sợ hy vọng vất vả lắm mới có được. Khi sắp tỏa ra ánh sáng, lại đột nhiên tiêu tan cũng may vào lần này, thần vận mệnh đã chiếu cố cho bọn họ. Bà còn quái vật khổng lồ dưới lô điện bổ kích, âm âm sụp đổ. Còn chưa rơi xuống dưới, đã bị nam nhân như thần linh trên thanh đồng chiến xa, làng khổng thủ đấy Tiếng hoàn hồ không cách nào át chế bên trong tòa thần thành tràn ngập khói lửa, ba phụ tử vong và tuyệt vọng, giống như núi lở, giống như biển gầm. Còn dân của đế quốc đại càn, may mắn còn sống đều thanh nhau cúi bái lâm bắc thần. rất nhiều người vui đến mức phát khóc. mẹ con sở cửu nhất trên thanh đồng chiến xa cũng ôm nhau reo họ bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được thực lực của lâm bắc thần cường hãn, đáng sợ đến cỡ nào. tần thủ cứu được bọn họ trước đó, mặc dù cũng là cường giả thần đạo hiếm thấy, nhưng không cách nào tiêu diệt ba tượng thần phương cùng một lúc như thế. tiêu niên này rốt cuộc là ai? vừa đẹp trai lại còn mạnh như vậy. Lâm bác Thần nhận hết. Đại nhân, cứ như vậy mà rút đi sao? Một thần linh đằng sau lóe lên thần hoàn, mặt ưng thân người, toàn thân bành trướng khí tức cường đại, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc cao vị thần, nhưng lại cùng kính đứng đằng sau bảy cam vân, nhìn tượng thần vương bị thu lấy. Ánh mắt hiện lên sự bất an. Một lần tổn thất cả bốn tượng thần vương, thần phương biển hạ trách tội xuống thì hai tay của bạch khâm vân vẫn chắp sau lưng lại càng thể hiện rõ đằng trước bằng phẳng người đang dạy ta làm việc à các vị thần mặt ưng thân người bị dọa cho rùng mình một cái lập tức lo lắng quỳ xuống thuộc hạ không dám thuộc hạ lắm mồm rồi bạch khâm vân cũng không nhìn hắn chỉ nhìn về hướng đô thành đế quốc đại càn việc này ta sẽ đích thần báo cáo với thần vương miện hạ các người không cần lo vậy chúng ta có cần thực hiện kế hoạch kia không một thần linh mặt người nhìn như sư tử cẩn thận hỏi không cần rút lui đi bạch hàm vân lắc đầu ta đã nói sẽ nhượng bộ đôi binh cho nên lần này ta không thể ra tay với hắn các người khởi động trận pháp khiến cho hắn chú ý chứ có thể tự chịu diệt vong đưa tin ra ngoài nhanh chóng tiến hành những kế hoạch khác càn khôn đại thành đô thành đế quốc đại càn đã được cứu còn dân may mắn còn sống trong thành đã triển khai tự cứu mình. Tuy nhiên là đối tượng trọng điểm đã kích. Hoàng cung, các cơ quan hành chính lớn cùng các quý tộc đã trở thành vật hy sinh lớn nhất trong cuộc chiến này, gần như đều đã tử vong. Căn khôn đại thành biến thành một nơi vô chủ, cũng biến thành một nơi hỗn loạn. Lâm Bắc Thần hạ sát thủ mới bị hiếp được rất nhiều người, đục nước béo cỏ Về sau hắn thiết lập đầu bối thèn chốt trận pháp truyền thống Trót vào thần lực Trận pháp khai thông Năm người nhạc hồng hương Tiểu binh cảm mang theo quân liên minh tiền trạm Đến tòa thành thông lớn bị pha hư nghiêm trọng này Rồi sau đó nhanh chóng tiếp quản nó Là thần trận sư Nhạc hồng hương đối với phương hướng Chuyển tấm cự ly xa như thế này Có tạo kỳ khác biệt Nhất là sau khi dùng hợp thần vị đầu thư quản lý viên Lại càng tinh tiến hơn rất nhiều Nói một cách không khoa trương Lĩnh ngộ và nắm chắc của nhạc hồng hương Đối với trận pháp có thể nói là đứng đầu đông đảo chân châu và thần giới. Đây đều là sách lược đã được bố trí tốt từ trước. Nhà không hương đứng trên vai xuất kích khổng lồ, từ trong trận pháp truyền thống bước ra. Khi nàng xuất hiện ở càn khôn đại thành, tất cả những kẻ có dã tâm muốn thừa cơ cướp lấy quyền lực phải lập tức thành thật lại. Sau khi đã trải qua cảm giác bị bốn tượng thần vương tàn sát, uy hiếp của quái vật kim loại cũng đã sớm lưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng con dân của đế quốc đại cạn, khiến cho bọn họ không phát ra nổi suy nghĩ phản kháng uy hiếp của thần vương quân đối với các đại đế quốc chủ yếu tập trung ở chiến lược cấp cao Con lầm bắc thần bổ khuyết càn khôn đại thành đã an toàn lực lượng quân đội có thể tổ chức bổ sung cho nhân số quân liên minh vẫn còn đang thiếu đồng thời trinh sát cũng đã phái ra ngoài tin tức truyền ra các lưu dân chung quanh cũng tập trung với phía càn khôn đại thành lâm bắc thần xuất hiện giống như một đốm lửa trong đêm tối lập tức trở thành hải đăng trói mắt khiến cho tất cả sinh linh tuyệt vọng đều không để ý mà chạy đến hai canh giờ sau sau khi đường thiên dẫn đầu đội ngũ tuyên truyền liền mình đến đây thân phận của lâm bắc thần cũng đã được phơi bày đường thiên xem nhận đường quen điên cuồng khen ngợi sự tích của lâm đại thiếu cho những người còn sống ở căn khôn đại thành nghe. Lâm Đại Thiếu dùng sức một mình mình, dọa sợ ở Bạch Câm Vân, hàng phục được ba tượng thần vương. Con dân toàn thành đều tận mắt trông thấy. Phối hợp với kiểu tuyên truyền như vậy, cái chỗ uy danh của Lâm Đại Thiếu nhanh chóng khuếch tán. Kết quả trực tiếp nhất của việc này là số lượng người theo dõi ứng dụng quỳ bồ của Lâm Bắc Thần đang tăng lên chóng mặt, đã vượt qua con số 50 triệu người. Số liệu này rất đáng sợ, còn vượt qua cả số điều của kim chi chủ quân và vũ tiễn chi thần. điều này đồng nghĩa với nếu bây giờ lượng bắc thần muốn ngưng tụ thần cách, chỉ cần dựa theo công thức nhóm lửa tín ngưỡng, trong vòng một đêm hắn có thể hóa thành thần, hơn nữa còn là một đại thần cực kỳ cường thế. nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn muốn đến thiên ngoại, hắn không thể sử dụng tín ngưỡng chi hỏa ngưng tụ thần cách tuy nhiên lâm bắc thần cũng không lo lắng khi con số phản hâm mộ tăng vọt bởi vì ứng dụng Weibo là hách mà điện thoại tặng nhưng phàm đạt thứ dính đến điện thoại di động đều rất thần kỳ ít tác dụng phụ hắn không lo lắng việc phản hâm mộ quá nhiều sẽ có ảnh hưởng mặt trái đối với hắn nếu không đến lúc đó hắn gỡ ra là được lâm bắc thần giao ba tượng thần vương mới hàng phục được cho nhạc hồng hương hắn triệu hồi cỗ máy số một đứng bên trong phế tích hoàng cung đế quốc đại can phối hợp với xuất kích chấn nhiếp các phượng lâm bắc thần xếp băng trên đỉnh đầu tượng thần vương điều chỉnh trạng thái của mình sau đó kế hoạch đơn giản hơn nhiều hắn muốn đền đấu với vệ danh thần bắt người trước hết phải bắt ngựa mắng chửi người trước phải chửi mẹ hắn chuẩn bị hành động trảm thủ một lần trực tiếp diệt trừ vệ danh thần cứ như vậy các thần ma khác chỉ là một đám ô hợp chỉ cần phát lực là có thể giải quyết hoàn toàn Có thể trong thời gian ngắn nhất Giúp cho đại lục đông đảo chân châu Rơi vào hủy diệt nghỉ ngơi lấy lại sức Hắn bật điện thoại Ứng dụng kiếm thập thất Bản đầy đủ năng vận chuyển Dựa theo biểu hiện độ hoàn thành của ứng dụng Nó đã đạt đến độ 90% Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Bắc Thần nắm giữ 15 chiêu kiếm thuật Kiếm thập thất bản đầy đủ Là tìm được từ chỗ chúng thần chi phụ không biết sau khi vệ danh thần ý thức, thức tỉnh thì có tu luyện kiếm thập thất hay đã không? Các gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Bắc Thần nhất định phải dùng hết khả năng phỏng đoán chiến lược của vệ danh thần. Hắn lại mở ứng dụng vô hồi kiếm thế bên trong điện thoại. Đây chính là chiến kỹ kiếm đạo mà hắn nhận được sau khi đạt giải quán quân giải thi đấu thần tuyển ở vạn thần điện. Có lẽ cũng có chỗ hữu dụng độ tu luyện hoàn thành của ứng dụng vô hồi kiếm thức đã là một trăm phần trăm khởi động ứng dụng trong đầu lâm bắc thần đã cảm nhận được nguyên lý và uy lực của vô hồi kiếm thức hắn không khỏi mỉm cười không hộ danh là kiếm kỹ cấp chủ thần có thể trảm chủ thần diễn hóa sát chiêu sơn hải giai khải bình có thể trong nháy mắt đưa kiếm giả tiến vào trạng thái bùng đổ của hạm trận chỉ thí dùng toàn bộ thần lực toàn thân thổi phát ra một chiều hủy thiên diệt địa có lẽ sẽ uy hiếp được vệ danh thần trăng. sau khi dùng một nén nhang để thể ngộ lâm bắc thần cất ứng dụng vô hồi kiếm thức phía sau đài vận chuyển tiếp tục nghiên cứu điện thoại phương pháp tốt nhất để gia tăng chiến lược và tỷ số trong thời gian ngắn chính là bật hách những kẻ thích trang bức bình thường thì hay nghĩ cách làm thế nào để hách của mình phát huy tác dụng nhưng người trang bức thông minh thì sẽ nghĩ cách làm thế nào để lợi dụng khách kích phát tiềm năng lớn nhất của mình, gia tăng thực lực chân chính của bản thân. Mà lâm bắc thần, suy nghĩ của hắn vừa giản dị lại buồn tẻ. Hắn đã chọn trong số rất nhiều ứng dụng đảo hách, tìm một ứng dụng phù hợp nhất để chiến đấu. Hắn đến Kinh Đông Thường Thành đã lâu không đến. Hồ sơ giao dịch của tiệm tạp hóa kiếm tuyết vô danh vẫn thể hiện ghi chép mua sắm lần trước của Lâm Bắc Thần. Gần đây kinh doanh của cậu nữ thần chẳng ra sao cả rất nhiều thương phẩm trong cửa hàng trong mắt lâm bắc thần bây giờ tuyệt đối đều đã rác rưởi cậu đưa thần cũng không online xem ra gần đây nàng ta đã phát tài cũng không để ý đến buôn bán nữa điều khiến cho lâm bắc thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là thổ phỉ ca lúc nào cũng online lại không thể bóng dáng hồ sơ giao dịch ghi lại thời gian của một tháng trước đó điều này không quá bình thường lâm bắc thần liên tục gửi mấy tin nhắn nhưng tất cả đều ở trạng thái chưa đọc khác với ứng dụng ta bao hình thức cửa hàng bên trong kinh đông thương thành cho đến bây giờ cũng chỉ có hai cửa hàng của kiếm tuyết vô danh và thổ phỉ ca cho nên lâm bắc thần ở đây cũng chẳng mua được vật gì hữu dụng lâm bắc thần rời khỏi kinh đông thương thành bắt đầu đi dạo tao bao hắn quyết định bùa một số vũ khí thần giới bên trong đài điện thần được mạnh tướng uy nghiêm Tần thủ chậm rãi bước vào Hành lễ với thân ảnh đằng sau tấm bình phong lưu quang Hội bẩm biển hạ Cũng may không làm nhục sứ mệnh Tần đã mang về chiến thần khối lỗi Hắn đôi toàn bộ bộ phận Đã bị phân giải của tượng thần vương Từ trong thần khí trước vật ra Đặt lên trên mặt đất thần điện trống trải Làm không tệ Đằng sau tấm bình phong Lưu quang chuyển đến một giọng nữ Người bị thương à Ta bị một nữ nhân thần bí vô cùng lợi hại chặn đường nàng ta ít nhất có được chiến lược cấp chủ thần. Cũng may trong thời khắc nguy cấp, ta gặp được một người quen ra tài cứu giúp. Tần thủ thuật lại toàn bộ sự việc phát sinh ngày hôm đó, sau đó nói. Ta không nghĩ đến, kiếm chủ thần tuyên bố với bên ngoài, hắn đang bế quan. Thật ra hắn đã âm thầm xuống hạ giới, xem ra cũng là bố cục trong bóng tối. Thú vị đây. Giọng nói của nữ nhân thẳng sau tấm bình phong lưu quang, mặc dù lười biếng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm. Ta vốn cho rằng vị chủ thần vừa mới thăng cấp này sẽ thấp điểm một chút, không nghĩ đến hắn còn cấp tiến hơn cả chúng ta. Nếu người đã để lộ một chút tin tức cho hắn, qua mấy ngày nữa người nên gặp hắn một lần, có lẽ chúng ta sẽ có được khả năng hợp tác sâu thêm một bước. Tuần lệnh. Tần Thủ chậm rãi rời khỏi thần điện, ổn định lại từ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lâm Bắc Thần điều khiển cỗ máy số một điều tra tự động trong ngoài càn khôn đại thành. Lúc này quân lực liên minh không ngừng thông qua trận pháp tiến vào. Trong đó bao gồm thiên thiên cưỡi tiểu tam và thiên thiên cưỡi tiểu tứ. Cặp hậu dậy đột biến sói hàn băng và hổ lồi điện, quả nhiên không hổ danh, đã phá bỏ sự cô lập về mặt sinh sản. Cộng thêm các loại thần quả thần dược của lâm bắc thần nuôi nấng, Bọn chúng đã trở nên thần tuấn vô song, thân dài 10 mét, cao 7-8 mét, lộng tóc toàn thân biến thành màu xanh bạc Ánh liền quàng hủy dưới ánh nắng Chân nhìn bọn chúng giống như sinh vật thần thoại trong truyền thuyết nhìn thấy lâm bắc thần biểu hiện của tiểu tam và tiểu tứ khá thân mật hai đứa giống như con cái gặp được cha của mình chủ động tiến lên dùng đầu của mình cọ vào lâm bắc thần bác phủ lâm đại thiếu trong đống bông bờm thật dài có thưởng lâm bắc thần cũng rất thiên vị hai tên gia hỏa này Nói xong Hắn lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ Cười nói Đây là quà cho các ngươi Thiếu gia dạ, Đây là cái gì Thiên thiến tò mò nhận lấy mở nắp bình Lập tức một mùi thơm ngọt ngào bay ra Miệng bình còn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, Là huyết dịch được rút ra từ huyết mạch Của một con thằn lằn Đừng cho rằng chảy xuôi huyết mạch chân long Đối với ma thú mà nói chính là trí bảo Một khi dung hợp Có thể xúc tiến ma thú tiến hóa Lâm bắc thần nói đầy chính là tình huyết rút ra từ đại thiên khảo sơ thần giới hoàng kim cự tích vượng. có lẽ bản năng ham muốn bẩm sinh của động vật đã được kích hoạt. tiểu tam và tiểu tướng nghe được mùi tình huyết hoàng kim tích vương lập tức hưng phấn cả lên nằm rạp xuống mặt đất lẻ lưỡi vẫy đuôi. hai cái đuôi xoay tròn như cái quạt điện. ngay cả hồ cặn bã đứng cách đó khá xa không tự chủ được hít hít cái mũi. ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ lẫn khát vọng nhưng lại e ngại Lâm Bác Thần không dám đòi hỏi Quang Tường biết con đuôi của mình cũng muốn nó liền dẫn Hổ Cạn Bã đi bước nhỏ đến mỉm cười rạng rỡ kiềm tốn hành lễ với Lâm Bác Thần nhưng Quang Tương còn chưa kịp lấy ra giấy viết một bàn tay của Lâm Bác Thần đã đập vào trán Hổ Cạn Bã Hổ Cạn Bã lảo đảo một cái sau đó nằm xuống đất miệng phát ra tiếng ô ô cảnh tượng này khiến cho Quang Tương muốn rớt nước mắt đau lòng Quỷ thử vương không đuôi, tóc uốn, truyền uốn rượu hút thuốc vội vàng cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Thái độ ta nhận lỗi thay con của ta, người muốn đánh thì đánh ta, đừng đánh con của ta. Người diễn sâu quá rồi đấy. Lâm Bắc Thần cũng bó tay. Người chẳng qua chỉ là một con chuột biến dị, lại còn coi một con hổ biến dị là con trai. đọng vai nhân vật hơi quá phận. Được rồi, ta không đánh nữa. Lâm Bắc Thần nhìn biểu hiện của Quang Tương trượt ném qua hai cái bình ngọc. Người và con nuôi của ngươi, mỗi người một bình. Người nói con trai của ngươi có phải kiếp trước là dây lọc tinh không không? Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy hổ cạn bã, lầm mặc thần nhìn không được chỉ muốn đánh nó. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang tương viết chữ soàn soạt, sau đó mang theo hổ cạn bã, mau chóng rời đi, đi dùng hợp tinh huyết hoàng kim tích vương. Nếu là trước đây, Lâm Bắc Thần sẽ không sảng khoái giao tinh huyết cấp bậc như vậy cho Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Hồ cạn bã Dù sao đây cũng là tinh huyết ma thú cấp hoàng kim vương thần giới. Thú bình thường hạ giới, cho dù là chân thú cao sai, cũng vô pháp tiếp nhận sức mạnh tinh huyết này. Nhưng hôm nay, sức mạnh thần giới rót xuống, thể chất toàn bộ sinh vật đông đảo Trần Châu đều đang thay đổi và tăng lên. Nhất là ba cái tên biến dị kia đã có thể tiến hóa lần nữa Lão đại, người cứu người đại càng, xin người hãy cứu người đế quốc Trần Long của ta dụng với. Trần Long đệ nhất kiếm vẫn luôn chờ một trăm năm dục hoàng tử lập tức sống lịch. Hắn xuất thân từ đế quốc Trung ương, tương đối quen thuộc với thế cục bây giờ. Vì thế hắn cũng có mặt trong quân tiền trạm liên minh đến càn khôn đại thành. Mang theo thương đứa có hình xăm rộng, không kịp chờ đợi đã muốn gặp Lâm Bắc thần Lâm Bắc Thần nhìn về phía dục hoàng tử, sáu hơi thở. Trong đó một hơi thời gian nhìn dục hoàng tử giống như nhìn, nhìn một kẻ bỏ đi. Năm hơi thở còn lại là nhìn thiếu nữ có hình xăm rồng bằng cường ngọc cốt, sung mọc thanh tú bên cạnh hắn. Sương trong óng ánh trên trán thiếu nữ có một loại mị lực mê người. Nhân là sau khi rửa đi bụi bặm và vết máu trên người, thêm một bộ giáp trụ, quần giáp và giải chiến huyết sắc khác phô vài đôi chân dài trắng nõn như ngọc đường cong tràn đầy lực bộc phát lóe lên ánh sáng càng làm lộ ra làn da trắng như tuyết đường cong cơ thể mê người lâm mắt thần cũng không phải có suy nghĩ thèm thuồng cơ thể của nàng chỉ là gặp mỹ nhân thì vô thức nhìn lâu thêm một chút thôi hắn mơ hồ nắm bắt được bên trong ánh mắt thiếu nữ có hình xăm rộng nhìn hắn mang theo sự sốt ruột à chết tiệt mị lực của ta lại phát tiết không đúng chỗ Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ nói Bất luận chiến tranh gì Cũng cần thời gian để chuẩn bị Hắn thu hồi ánh mắt Theo thói quen dâng ngón tay lên vuốt vuốt bị tầm Quân chi ta không có nghĩa vụ trợ giúp người không công Trừ phi ngươi có thể đưa ra điều kiện Có sức thuyết phục ta Nhưng lão đại Để quốc đại cản cũng không bỏ ra cái giá gì Người cũng không thể giúp hoàng tử không hổ danh là người Ra lệnh đã quen Hoàn toàn không đủ EQ để có kèm mặc cả. Mắt trợn tròn khi Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Bắc Thần không khỏi phá lên cười. Đế quốc Đại can không trả giá đắt cả. Từ nay về sau, trên thế giới này không có đế quốc Đại can chỉ còn đại điền mình Càn Khôn Đại Thanh. Biểu hiện của dục hoàng tử trở nên ngốc trệ. Hắn còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị Lâm Bắc Thần cho người đuổi ra ngoài đại trướng chưa hết cứ để cho tiểu tử kia tiếp thu hiện thực tàn khốc. Lâm Bắc Thần ở trong đại trướng chờ đám người lang trì, nhạc khổng hưởng đến. Trước khi hắn khởi hành đi chém đầu vệ danh thần, hắn cũng cần cùng với cao tầng liên minh chế định một kế hoạch cẩn thận, lò trước khỏi họa. Tiếng gõ cửa vang lên, đẩy cửa bước vào là thiếu nữ có hình xăm rộng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu cũng không kinh ngạc. Người đến rồi à? Lòng nà khẽ cắn môi, ừm đến rồi Ta biết người sẽ đến Lâm bắc thần mỉm cười Nói đi, điều kiện gì Long Na ngẩng đầu Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Lâm bắc thần Nhấn mạnh từng câu từng chữ Giúp điện hạ của ta phục quốc Sao Lâm bắc thần khẽ giật mình Ta còn phải giúp điện hạ của người làm việc à Biểu hiện của Long Na kiên định nói Không sai Đây là điều kiện duy nhất ta không thể thay đổi Nếu như người không tiếp nhận thứ cho ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi khoản đã lâm bắc thần một lần nữa giơ con tay giữa đền vuốt vuốt mỹ tâm ngươi cho ta vuốt một cái nhưng ngươi chẳng những muốn tình huyết của ta mà còn muốn ta giúp điện hạ của người phục quốc Ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm tình huyết lòng nà cũng giật mình gương mặt thanh lệ lộ ra vẻ khó hiểu chẳng lẽ cái ghe của nam nhân nhân tộc rất trần quý sao những đám người điện hạ dường như không hề quan tâm chuyện này. Bọn họ thường chuyên giao phối với giống cái mà. Nàng khẽ cắn môi rất khoát nói. Chỉ cần ngươi giúp điện hạ của ta phục quốc, từ thế gì, phối hợp như thế nào, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cơ thể của ta rất cứng, có thể tiếp nhận bất cứ cường độ gì. Lâm Bắc Thần nghĩ, dường như không nằm cùng một kênh rồi. Ta và nàng đang nói cùng một chuyện sao? Ngươi không phải đến để lấy tình huyết sao? lâm bắc thần lấy ra một cái bình ngọc huyệt dịch hoàng kim cự tích vương cho dù ở thần giới cũng là thứ rất trần quý ta chẳng những phải đưa nó cho ngươi còn muốn giúp điện hạ phế vật của ngươi phục quốc ta thiếu nợ ngươi à hay ngươi là con gái của mẹ ta con của mẹ hắn à thái độ của thiếu nữ có hình xăm sồng rất kiên quyết chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta cho dù sinh con cho ngươi cũng được quát sợ phắc Lâm Bắc Thần dường như đã hiểu ra được cái gì đó, biểu hiện trở nên kỳ quái, mỹ nhân kế hay là tiên nhân khiêu đấy. Như thế hắn do dự, thiếu được cầu hình xăm trồng long na cắn răng một cái, sau đó tháo giáp ngực và tóc xuống. Ta có thể thanh toán trước một phần lợi tức, ta không có, nhưng ta có thể phối hợp. Phong tình phản trùng, Lâm Bắc Thần trừng mắt chó ra. Lúc này đám người lăng chỉ nhà không khưng, thiến tiến, tiến lại đẩy cửa bước vào ơ ờ, ơ lâm bắc thần nhìn đám người tiến vào sự việc không như các người đã nghĩ đâu ta và năng ấy không có gian tình gì khoe miệng của lăng trì co giật sau đó quay người bước ra ngoài thiên thiến và thiền thiền cũng cực kỳ kinh ngạc bọn họ cho rằng tình lực của thiếu gia đã bị hai người bọn họ ép khô không nghĩ đến hắn vẫn còn dư lực xem ra lần tới phải thêm chút sức rồi Hai tiểu thị nữ hai đứa mắt đẹp quét tới quét lui trên người thiếu nữ có hình xăm rồng, giống như đang thẩm vấn giá trị nhàn sắc của thiếu nữ này có đủ tư cách ở lại bên cạnh thiếu gia hay là không. Nhà khổng hưng hơi sững sờ một chút, sau đó ông dùng rút ra một điếu thuốc đưa tới. Hút một điếu không? Lâm bắc thần cẩn thận nhận lấy điếu thuốc, sau đó búng tay một cái. Một con thợ xuất hiện, động tác ưu nhã nhưng tư thế khó coi thêm đứa có hình xăm rồng long na nhẹ nhàng mặc áo giáp ngực vào lời hứa của ta có hiệu lực bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi giúp điện hạ của ta phục quốc ta sẽ đáp ứng sinh con cho ngươi nói xong nàng quay người rời đi mọi ánh mắt đều tập trung trên người của lâm bắc thần lăng trì quay đầu nhìn lại thiền thiền như có điều suy nghĩ thiến thiến lại ôn ào hẳn lên thì ra thiếu ra muốn một đứa con ta có thể giúp người sinh con mà nhưng người phải tự mình tranh thủ chứ Nhạc Hồng Khương Lại đốt cho mình một điếu thuốc Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ Thả ra một vòng khói Sau đó thở dài Nhận thấy hiểm ác Trung quy một điều mạch mỹ nam tử như ta Phải gánh chịu tất cả thôi Giải thích cái rắm gì Buồn đất rơi trong đúng quần không phải phân Thì cũng là phân Được rồi, nói chuyện chính đi Lâm Bắc Thần hút xong một điếu thuốc Nói ra suy nghĩ của mình trên cơ bản tất cả mọi người đều có thái độ phản đối nhiệm vụ đơn đấu thần vương độ khó quá cao một khi thất thủ sẽ rơi vào cảnh phản kiếp bất phục ta có một lý giải đặc biệt lâm bắc thần khoát tay bài xích ý kiến của đám đông cứ quyết định như vậy đi mọi người đi chuẩn bị công việc có liên quan là được mọi người nghe xong biết không cách nào thuyết phục được hắn cũng biết lâm bắc thần làm như vậy chính là muốn lắng lại dù thế đại lục đông đảo trần châu bị tử vong đành phải thương nghị kế hoạch phối hợp trinh sát siêu cấp quân liền bình phái đi không cần truyền về tin tức nhưng thần vương vệ danh thần rốt cuộc đang ở đâu thì không tìm ra được manh mối yên tâm đi ta biết hắn đang ở đâu lâm bắc thần 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 bí bí tự tin nói đế quốc trần long thần long thành tiếng khóc thét tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tòa thành Thần Long Thành là đệ nhất đại thành đại lục đông đảo chân châu, kéo dài mấy trăm dặm, lầu các sàn sát, kiến trúc cao lớn đối tiếp nhau. Từng pho tượng đại hoang thần giống như cự nhân đứng sừng sững. Mấy ngàn đại hoang thần điện trải rộng, rất nhiều kiến trúc mang tiêu chí nghệ thuật thành danh truyền ra xa của đông đảo chân châu đều tập trung trong thành đẹp không sao tả xiết. Tường thành như dãy núi cao vút trong mây, vững như thành động hoàng tộc đế quốc chân long bên trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch long tộc nửa người nửa yêu vì thế trong thành hỗn hợp mấy chục chủng tộc sinh vật có trí khôn như nhân tộc thú tộc yêu tộc cùng sinh sống rất nhiều học viện nổi tiếng ở đại lục như hiệp hội luyện kim sư công hội thiên nhân giám khảo viện tiềm long bảng giám khảo viện chiến thần bảng đại học thiền tồn tổng bộ đều toàn lạc bên trong thần long thành có lịch sử mấy ngàn năm khi lâm bắc thần đến tòa thành này không có gì bất ngờ khi nhìn thấy tượng thần vương tổng cộng có tám tượng thần vương ở chân long thành tuy nhiên lần này bọn chúng chỉ trấn thủ các vương ở thần long thành cũng không ra tay giết chóc số lượng cư dân trong thành vượt quá bình thường nhưng hỗn loạn vô trật tự lâm bắc thần lợi dụng máy ảnh ma pháp thay đổi tướng mạo lại dùng định trí thủy cảnh sửa đổi khí tức cơ thể hoàn mỹ tiến vào trong thành mà không có ai chú ý. Sau một nén nhang, bài kiến miệng hạ. Bên trong một khách sạn, một ma thần phục vụ cho thần vương quân đang quỳ gối trước mặt lâm bắc thần, tư thái vô cùng cung kính. Người này tên là An Triết. Hắn vốn là quyến tộc đại hoàng thần điện. Về sau hắn được lâm bắc thần ban cho thần vị ở thần giới, tấn thăng thành thần linh, là một trong những tân thần được phóng thích tự do khi kiếm thần điện bị các phường uy hiếp. Đương nhiên sau khi đạt được thần vị Có độ trung thành 100% Anh chết làm sao có khả năng ruồng bỏ Lâm Bắc Thần Chẳng qua hắn được Lâm Bắc Thần bố trí Chơi trò vô gian đạo mà thôi Hiện tại trong thần phương quân Có không ít thần linh từ thần giới sáng xuống Trong đó có một số người Lâm Bắc Thần cài đến nằm vùng Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Khiến cho Lâm Bắc Thần quyết định trảm thủ vệ danh thần Thần vương đang ở đâu Lâm Bắc Thần hỏi đang ở trong hoàng cung đế quốc chân long ba ngày trước đã bắt đầu bế quan an triết cung kính nói sau khi nhận được tin tức của đại nhân truyền đến thuộc hạ vẫn luôn chú ý đến việc tuần tra nơi bế quan sự phối hợp của ba vị đồng liêu, chúng ta đã thăm dò rõ ràng tiết tấu lúc nào cũng có thể đưa đại nhân vào hắn chấp hành mệnh lệnh của lâm bắc thần một cách vô điều kiện không cần mang ta đi tự ta đi vào là được Người nói chi tiết mà người tìm hiểu được Cho ta biết đi Lâm Bắc Thần nói Một canh giờ sau Ăn trước mặc thần giáp bầu đen Từ trong khách tiếm bước ra Người ngang đi về phía hoàng cung Địa vị thần ma trong thành chi ca vô thượng Vì thế không ai dám cản đường của hắn An triết đương nhiên là lâm bắc thần cải trang Dưới sự phối hợp của máy ảnh mà pháp Và định trí thủy cảnh Lâm bắc thần gần như có thể tùy tâm sở dụng biến thành bất cứ người nào trong thần Long Thành. Hắn không cần tốn nhiều sức, đã có thể dẫn vào trong họa cung. Vệ danh thần cực kỳ coi trọng lần bế quan này, đóng giữ trong họa cung đều là thần ma, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Lâm Bắc Thần bất động thành sắc, bắt mấy vị thần ba cao vị, một lần đỡ huyện hóa thành diện mạo của bọn họ, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Thần không biết, quỷ không hay, đến bên ngoài hoàng cấp điện của hoàng cung. Hoàng cấp điện là nơi vệ danh thần bí quan. Lúc này thân phận của Lâm Bắc Thần chính là thị vệ canh giữ hoàng cấp điện. Từ dịp thay ca, một bình hắn lặng lẽ lạ tiến vào trong hoàng cấp điện. Trong điện ánh sáng lờ mờ, một bóng tối không bình thường bao phủ toàn bộ không gian trong điện. Ánh mắt quét qua, nhưng cũng chỉ trong hai mươi mét. Mơ hồ có thể nhìn thấy chính giữa đại điện một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, lờ lửng cách mặt đất 2 mét, đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Toàn thân bành trướng ký tức thần đạo cường hoành và kinh khủng. Vệ danh thần. Bởi vì trong điện có một loại hắc ám đặc biệt, chỉ có thể nhìn rõ đại khái hình dáng mà thôi. Nhưng hắn chính là phản ác chi nguyên. Lâm bác thần thu liễm khí tức ba động, như mèo con ăn vụng, chậm rãi nhích đến gần, không hề tiết ra chút sát ý nào dần dần đến gần, lòng bàn tay hơi mở ra. Ngân kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn giống như đâm châm, mũi kiếm nhắm ngay mi tâm của thân ảnh đang bế qua. Ngày sau đó, trong lúc hắn đang muốn chuẩn bị tấn công bất ngờ. Bạn học bắc thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bên trong đại điện, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, chiếu rõ diện mạo người đang khoanh chân tu luyện, ngũ quan, thân hình đều hiện rõ trong tầm nhìn của lâm bắc thần không phải vệ danh thần. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đông cứng lại là Bạch Khâm Vân. Trang phục kiếm sĩ màu trắng, mái tóc dài màu đỏ, da thịt trắng nõn, oánh nhuận như sứ. Cương vặt không vui cũng chẳng buồn. Nàng chậm rãi rơi xuống đất, tình bằng lăng lệ lấp lóe trong mắt của Lâm Bắc Thần bắt đầu lo lắng. Không phải nói vệ danh thần bế quan ở nơi đây sao? Tình báo sai rồi. Ý nghĩa đằng sau những sai lầm này thật sự đáng sợ. Tuy nhiên hắn cũng không khẩn trương Tại sao lại là ngươi Vậy danh thần đâu Lâm bác thần xoa xoa mi tâm Giọng điệu ngả ngớn Ta bận lắm Tiểu bạch người tránh ra đi Bạch Khâm Vân mỉm cười Gương phạt trứng ngỗng mang theo nét trẻ thờ của thiếu nữ Nhìn đường cong rất nhu hòa Nhưng dưới sự phụ trợ của ánh mắt sắc bén và mái tóc dài màu đỏ Lại có một sự cường thế ngôn ngữ khó mà hình dung trong giọng nói của nàng mang theo sự kiên định không thể thương được Bạn học bác thần thần vương miền hạ còn chừa muốn gặp ngươi chỉ bằng ngươi trước lưu lại làm khách chờ thần vương miền hạ giải quyết xong chuyện quan trọng ngày ấy sẽ chậm rãi ôn chuyện với ngươi lâm bác thần lắc đầu ta còn vẫn hơn tên vương bát đàn kia ngoan tránh ra đi vậy thì đáng tiếc quá bài thâm vân mỉm cười lắc đầu xem ra chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí vậy ta cũng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt mời bạn học bắc thần lưu lại lâm bắc thần cũng không muốn dây dưa ánh mắt của hắn đánh giá xung quanh tên vương bắt đạn kia còn không ra ta sẽ có cách tìm hắn đến bạn học bạch lần này ta đang làm chuyện chính sự nó rất quan trọng cho nên ngươi đừng làm loạn nếu không ta đánh vào mông của ngươi đấy biện pháp của ngươi là chỉ hắn sao mạch hâm vân mỉm cười một cái đầu người lăn trên mặt đất lâm bắc thần nhìn lại con người đột nhiên co lại là an triết nội ứng mà lâm bắc thần đã gặp trong khách sạn từ lúc lâm bắc thần rời khỏi khách sạn đến bây giờ chẳng qua chỉ có một nén nhang mà thôi đầu của an triết đã bị chém xuống điều này đồng nghĩa với việc đối phương đã sớm biết được hắn là nội ứng cũng đồng nghĩa với việc tin tức an triết lộ ra là giả ngay từ ban đầu đây chính là một cái bẫy À ta tự tin quá rồi Không nghĩ đến thằng Hề chính là ta Tuy nhiên đối với cái chết của An Triết Lâm Bắc Thần cũng không có bao nhiêu thương cảm Khi còn ở thần giới Tên gia hỏa này là ác nổ Làm không ít chuyện thương thiên hại lý Lục trước hắn chạy đến kiếm thần điện Cũng là ôm mục đích lừa gạt thần vị Nếu không phải thương chăn đuôi sủng vật Của ứng dụng bộ tóc tiểu kỳ diệu có bồi dưỡng độ trung thành. Tên sao hỏa này nhất định là lừa xong thần vị thì bỏ chạy. Chết thì cũng đã chết rồi. Bạch Khâm Vân nhẹ nhàng vỗ tay. Hay là biện pháp của người chính là chỉ bọn họ? Tiếng bước chân vang lên. Ba tên tú nhân bị cột trên cột đá thô to bị đẩy ra. Là ba vị thần linh. Cổ, vai, cổ tay, đầu gối và mắt cá chân đều có quang hoàn thần lực màu đỏ lưu chuyển phong ấn toàn bộ thần thực cơ thể đánh mất sức mạnh không khác gì người bình thường ba người này đều là đội ứng lâm bắc thần giống như an triết bọn họ đều không phải là người tốt cho nên hắn mới sắp xếp bọn họ làm chuyện nguy hiểm thật không ngờ hẳn là không nào đó đã xảy ra vấn đề lâm bắc thần cảm thấy trước đó hắn quả thật có chút chủ quan dù sao chúng thần chi phủ có thể thống trị thần giới đầu như thế còn không chút do dự bỏ qua thần cách của chính mình chuyển thế trùng tu mấy cái chuyện này không phải người bình thường có thể làm được điều này cũng giống như mấy đại lão đã trở thành thể nhất vô địch trong toàn bộ server mỗi ngày buồn chán liền xóa nick này cày lại từ đầu cũng không phải là người bình thường tuy nhiên lâm bắc thần nhìn lướt qua ba tù nhân càng người lên đường đi kiếp sau làm gợi tốt gương mặt của ba tù nhân hiện lên sự tuyệt vọng nhưng hoàn toàn không cách nào phản kháng lại ý chí của lâm bắc thần thần lực bên trong cơ thể bỗng nhiên vỡ nát thần hỏa tự thiêu trong đánh mắt biến thành một đám lửa cho tàn phiêu tán trong không khí thần vị bay ra bị lâm bắc thần sử dụng ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu thu về thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến cho bạch khẩm vân cảm thấy ngoài ý muốn trước kia hắn không phải là như vậy mày không vẫn im lặng vài giây sau đó nói người cũng đã thay đổi rồi thân hình của thiếu nữ áo đen chân trần trôi nổi chân không chạm đất dưới hắc bào lộ ra bắp trần trọng suốt như ngọc móng chân còn phát ra ánh sáng tím yêu dị lóe lên huỳnh quang lửa cháy đổm đốp tên đàn đang phát ra ngọn lửa thiểu đốt từng chiến sĩ khư giới xếp thành hàng ngoài thánh điện đi vào bọn họ cũng khoác áo bảo đen cùng đi chân trần biểu hiện trang nghiêm ánh mắt cực kỳ nóng của loại cuồng giáo độ. lặng yên không một tiếng động đi tới rồi theo thứ tự trước sau tự mình lựa chọn chấm tròn trên mặt đất mà đứng tổng cộng có sáu nghìn năm trăm sáu mươi mốt người đây đều là chiến sĩ tráng niên bắt đầu đi Theo đưa chân trần, trần áo bào đen lạnh lùng nói hắc trượng trong tay khư bà bà nhẹ nhàng đánh xuống mặt đất các chiến sĩ khư giới đều chém đứt cánh tay phải của mình máu tươi từ cổ tay phun ra xót vào vết lõm dưới chân sau đó thuận theo kết nối chấm tròn lưu động như huyết xả nhúc nhích tiến về tế đàn chín tầng mọc tươi từ sáu nghìn năm trăm sáu mươi vì chiến sĩ chạy xuống tế đàn chậm rãi chuyển động phát ra tiếng oanh minh sức mạnh thần bí dẫn dắt huyết dịch chiến sĩ ép khô giọt máu cuối cùng trong cơ thể của họ cơ thể của bọn họ dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống mất đi huyết sắc chẳng những mất đi huyết dịch mà còn mất đi tất cả công năng trong cơ thể, biến thành thây khô cứng nhắc. Mọc từ chảy xuôi qua những vết lõm nhưng không hề bị vấy bẩn. Mọc từ của 6.561 chiến sĩ tráng niên chạy đến bên trên chân tế đàn, sau đó không cần để ý đến ảnh hưởng của trọng lực. Viết xả thuận theo hoa văn tế đàn leo lên trên, nhuộm đỏ chân trái tượng thần khư giới trì trụ Tượng thần dính máu tươi trở nên tà dị, quỷ quyệt. Nhất là biểu hiện trên gương mặt của nó giống như rõ ràng hơn mấy phần, khoe miệng mơ hồ còn nở một nụ cười. Một vòng khí tức hỗn độn như có như không từ chân trái tượng thần phát ra, gió thổi tới. Cơ thể 6.561 chiến sĩ trong thánh điện hóa thành bột mịn màu trắng, sau đó phiêu tán. Sắc mặt của thiếu nữ áo bào đen chân trần vẫn băng lãnh, sóng mắt vô tình tiếp tục đi. Nhảy mắt sau đó, lại có 6.561 chiến sĩ khư giới, sắc mặt cuồng nhiệt. Người có áo bào đen rộng không một tiếng động, u linh đi tới, đứng bên trên những chấm tròn. Lại một lần nữa chặt tay, một lần nữa hiến tế máu tươi. Lại một lần nữa có thêm 6.561 chiến sĩ xuất hiện. Hộp bầu đen chậm rãi mở ra, mùi máu tanh trong nhánh mắt phát ra. Bên trong chiếc hộp là một cái đầu màu xanh chết không nhắm mắt. Cương mặt xinh đẹp, làn da non mịn như thiếu nữ nhưng lại mang theo sự hoảng sợ cực hạn. Hiện nhiên khi còn sống đã từng chịu cực hình tra tấn chết không nhắm mắt. Là đầu của ngụy thần lão tổ thành mộc thần hệ. Bên trong thần điện kiếm chủ thần sở ngân ngồi bên cạnh ghế chủ tọa ánh mắt như kiếm bắn ra bỗng nhìn về phía người đang đứng dưới bậc thang. Người mang một cái hộp đến chính là sứ giả thanh mộc thần hệ một trung vị thần thần được toàn thân bành trướng trên trán còn mang theo sự khinh miệt không chút che giấu bên cạnh hắn là hai thần chiến sĩ thị vệ khí tức cường đại dường như đã điệu được phản ứng của sở ngân hắn không chút yếu thế đối mặt với sở ngân chậm rãi hất cằm có chút hạ hề cười lạnh mộc lâm khuê vốn là quyến tộc thanh mộc thần tộc nhưng đại đầu nhập kiếm thần điện chết cũng chưa hết tội cho dù trước mặt kiếm tiêu dao ông ta cũng bị giết như thường con người của sở ngân thiêu đốt lên ngọn lửa trầm giọng nói nếu ta nhớ không lầm thanh mộc lão tổ thay đổi địa vị là được sự cho phép của thanh mộc chủ thần đồng thời ông ấy cũng đã có đền bù tương ứng vậy thì sao trước kia cho phép nhưng bây giờ không cho phép nữa cho nên giết chết đơn giản như vậy thôi giọng điệu của sứ giả kêu căng từ thái tùy tiện Nói như vậy các người đang cố ý khiêu khích cả à? Âm thanh sợ ngân như đào kiếm tấn công Khiêu khích thì như thế nào Sức giả trẻ tuổi cười lạnh Miền hạ nhà ta có gửi một câu Để kiếm tiêu sao tự giải quyết Trong vòng một ngày Hắn phải bồi thường 30 vạn thần thạch Bằng không <laughs> Đừng trách ta không nói trước Nói xong hắn ngạo mạn xoay người Mang theo hai thần chiến sĩ thị vệ Bước ra ngoài đại điện Trong mắt hắn toàn bộ kiếm thần điện cũng chỉ có kiếm tiêu dao là đáng để kiêng kỵ về phần tội đồ ư ha <laughs> chỉ là một quáng nô xuất thần đê tiện tự cho rằng mình trèo lên cành cao nhưng trên thực tế thần giới có rất nhiều lão thần linh hoàn toàn không để quáng nô đê tiện này vào mắt tiện trùng thì vẫn là tiện trùng thôi cho dù mặc vào quần áo lộng lẫy đứng trên cao hơn cũng không che giấu được sự hủ lậu bẩn thối và nghèo kiết xác của hắn sứ giả dương dường tự đắc nhìn theo bóng lưng của sứ giả sở ngân hít một hơi thật sâu chậm rãi vụt ánh mắt của thanh mộc ngụy thần lão tổ sau đó nhẹ nhàng khép cái hộp lại mấy ngày qua thần giới rùng chuyển càng lúc càng kịch liệt khoáng thạch chi chủ thiên không chi chủ hoa diễm chi chủ mấy đại chủ chiến thần tộc rõ ràng cách đây không lâu đã mò được chỗ tốt thầy son thể sắt kết mình với kiếm thần điện tranh nhau chen lấn lấy lòng nhưng không biết vì sao Bắt đầu từ hôm qua Bọn họ đột nhiên trở mặt Liên hợp chống đối kiếm thần điện Ban đầu là đánh cướp đoạt sản nghiệp Và tài nguyên của kiếm thần điện Sau đó chèn ép tín đồ bình dân Quyến tộc kiếm thần điện Đến tận bây giờ Bọn họ bắt đầu tàn sát thần linh Quy thuận kiếm thần điện Gió thổi bão rồng sắp đến rồi Khoan đã Sở ngân chậm rãi lên tiếng Sư giả kết chậm rãi quay người Cười lạnh hỏi làm sao? Ta có một món quà muốn tặng cho thanh bộc chủ thần Cho nên làm phiền ngươi Sở ngân chậm rãi bước xuống khỏi bậc thang Sứ giả can rỡ cười to Một tên nâu lệ bẩn tối trong hầm hỏ như ngươi Có món quà gì có thể mang ra được chứ? <laughs> người cũng xứng làm phiền ta sao? Sở ngân đột nhiên mỉm cười Trực tiếp cắt ngang Yên tâm đi Đem ra được nhất định đem ra được Lời còn chưa dứt thân mình của hắn nhoáng lên một cái, chỉ lưu lại một tàn ảnh mơ hồ. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt sứ giả, bàn tay khổng lồ tùy ý vồ một cái, giống như chụp lên một hạt anh đào, nắm lấy đầu của sứ giả. Không đợi đối phương kịp phản ứng, đã dùng tay vặt một cái. Đầu sứ giả bị bẻ gãy, thi thể không đầu ngã xuống đất. Sở ngân chậm rãi đưa cái đầu cho hai thần chiến sĩ thị vệ đang sợ ngây người. Đây chính là đáp lễ của kiếm thần điện các người nói cho thanh mộc chủ thần biết, nếu ông ta muốn chiến tranh, kiếm thần điện ta sẽ như ước nguyện của ông ta, để cho thanh mộc thần tộc trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. tiếng chuông chiến tranh của kiếm thần điện đã vang vọng thần thành. vô số người nhìn về phía chính giữa thần thành. trong những thảm tháng dài rằng rạc đây chính là tiếng chuông chiến tranh lần đầu tiên vang lên trong thần điện thần tộc. tiếng chuông quấy động hùng hồn giống như gõ vào trái tim tất cả thần linh của thần giới chấn động bọn họ phải hãi hùng khiếp phía sau lưng phát lạnh chuyện gì xảy ra thế chiến tranh bộc phát rồi sao chẳng lẽ có người xâm lấn thần giới không thể nào là thiên ngoại tà ma sao bọn họ còn có được phản kích cả không ổn rồi thần giới sắp loạn rồi rất nhiều tiếng bàn tán không cách nào át chế xôi trào ở những địa phương khác nhau tiếng chuông của chiến tranh vang lên đây là chuyện lớn bên trên tháp cam màu đen nam chủ thần đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía kiếm thần điện ánh mắt mang theo sự khác lạ mạnh như vậy à điền nhất thời thì có thể được nhưng điền đến cùng thì sẽ bị giết đấy trong quắc thần điện quắc chủ thần thân hình khôi ngô anh tuấn sắc mặt lại âm tình bất định dường như có chuyện gì khó mà quyết định được bên trong tín thần điện hoàng vu thâm thúy truyền ra tiếng cười bằng lãnh trong yểu thần tiện quạnh quẽ hoang vu, một nữ nhân lười biếng xốc màn lụa cánh tay trắng nõn nhìn cực kỳ chói mắt trong không gian bờ tối mái tóc mây rút xuống giống như là một thác nước đẹp nhất của thế gian giọng điệu nhàn nhạt thật đáng ghét không thể yên tĩnh được mấy năm để người ta ngủ một giấc cứ thích đánh nhau sao trong một căn hầm âm trầm khoáng thạch chi chủ đỡ đủ cười lạnh còn gửi ánh lên ngọn lửa báo thù. Đám thần linh và quyến tộc dưới trướng ông ta đã tập trung, trang bị vũ trang đầy đủ rồi. Trong địa bàn thanh mộc thần hệ, một cây đại thụ cao mấy vạn mét đùng tựa tán cây. Lá vàng bay xuống ẩn chứa sóng dữ và sát cơ đáng sợ, khiến cho cỏ cây trong vòng mấy trăm dặm khô khéo, tử vong. Một âm thanh quanh quẩn trên không, kiếm tiêu dao đáng chém. Trong lĩnh vực hỏa diễm trì trụ, dung nham màu đỏ cam không ngừng bốc lên trùng thiên. Hỏa diễm chúa tể giả ngủ say trong thế giới hỏa diễm dưới lòng đất, phong trào khí tức khủng khiếp. Trên trời ca vô tận, đạo khách chiếm cứ hư vô chi địa, nhẹ nhàng lau sạch thanh đao trong lòng bàn tay. Từng vệt đao quang chiếu ứng thương khung, giống như lời điện xé rách hư không. Bên trong kiếm thần điện, các thần linh quan trọng đã có mặt đầy đủ. Ngũ đại hoàn khố, lý nhất điểm Hàn Lạc Tuyết, bà Huỳnh Bội Đoạn Trương cùng với gần trăm vị thần linh đều xuất hiện. Phong nhãn toàn bộ thần giới, đây chính là một luồng sức mạnh cường đại. Thân hình của sở gần cao lớn giống như cự nhân. Hai tay kỳ lạ, như tiêu thương bản thạch sừng sững, hai con người khép mở toát ra được ý chí tinh thần cường đại. Hắn thuận lại xong chuyện của thanh mộc sứ giả, sau đó nói tiếp chiến tranh đã không còn cách nào tránh khỏi chúng ta nhất định phải đào khách thành chủ. Trước khi miền hạ bế quan đã nói Chúng ta không gây chuyện Nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức Thanh mộc thần tộc khiêu khích chỉ là bắt đầu Nếu chúng ta không đón đầu Thống kích như vậy Thì sẽ càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ khiêu khích Ta muốn tuyên chiến với thanh mộc thần hệ Chứ vì có ý kiến gì hay không Chúng ta đến sớm làm thịt Cái đám con cháu này Thay cảm đương hưng phấn xoa tay Đại phụ của ta đã sớm Đói khát khó nhịn Lưu băng ổn nói từ khi đạt được thần vị đến nay, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, một tiếng hót làm kinh người. Tiềm Long cười một tiếng, tập đoàn Bắc Thần Dược Nghiệp sẽ toàn lực ủng hộ. Đúng rồi, gần đây ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Số lượng người bệnh hoa ngấn đột nhiên tăng nhiều. Quan Nhược Phi nói, vì nghiêm của kiếm thần tiện là không thể nghi ngờ. Nhưng người khác cũng đã ma quyền sát trưởng. Đối với rất nhiều thân thần bạn nói, một trận chiến có lẽ sẽ là một biện pháp tốt nhất để giải quyết vị trí thần minh nhị đẳng của bọn họ trong mắt của thần linh thần giới. Thần giới bây giờ đám lão thần cậy giả lên mặt, Đám chìm trong vinh quang ngày xưa, mà coi trời bằng vung, hoàn toàn không để các tân thần, thần vào trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai bên đã phát sinh vô số lần ma sát, khiến cho đám tân thần, thần phải kìm nén một hơi khí. Người cũ không chịu đuôi, Người mới lại muốn ra mặt Mâu thuẫn ngoài mặt thì không nhìn ra Nhưng bên trong đã cực kỳ bén nhọn Chỉ trong vòng một ngày Kiếm thần điện tổn thất không chỉ một mình thanh mộc nguy thần đáo tổ Mà còn có ba thần linh khác bị tập kích tử vong Bảy thần linh bị trọng thương Hắc thủ đằng sau còn trực chỉ đầu mâu Và tứ đại chủ chiến tập đoàn thần tộc Ánh mắt của Mộc Lâm sầm cực kỳ bi ai, song quyền nắm chặt, mặc dù hắn đã quy thuận kiếm thần điện, nhưng vẫn có tình cảm với thanh mộc thần tộc. Dù sao hắn cũng xuất thân từ quyến tộc thanh mộc thần tộc. Nhưng những đạo tổ chết thảm lại khiến cho hắn thất vọng về thanh mộc thần tộc. Ngọn lửa báo thủ thiêu đốt trong lòng của hắn. Trong tất cả mọi người, sắc mặt của Lý Nhất Điểm vẫn rất điềm tĩnh. Đang nhìn sở ngân lên tiếng hỏi. Ta muốn hỏi, quyết định khai chiến lần này là miền hạ, hạ đạt hay là đại nhân ngài tự quyết định. Ánh mắt của sở ngân dừng lại trên mặt của Lý Nhất Điểm. Hắn về tính cách của thiên mệnh nguyên rủa sư rất bình tĩnh, rất lý trí. Được Lâm Bắc Thần ký tác kỳ vọng là dây xích bọc lại nhóm tân thần thích bạo tộc. Nếu nàng mở miệng phản đối, tuyệt đối cũng không khiến hắn ngoài ý muốn. Là quyết định của ta, nhưng ta tin rằng nếu miền hạ đích thân đến, gặp được cục diện như thế này, tất nhiên cũng sẽ chọn lựa như thế thậm chí còn cấp tiến hơn. Sở Ngân thẳng nhiên nói. Câu nói này rất được các thân thần tán thành. Kiếm chủ thần kiếm tiêu sao đại nhân điên cuồng cấp tiến, toàn bộ thần giới đều rõ như ban ngày. Nếu đạo nhân giả hắn không có bế quan, có lẽ giờ này hắn đã xuất quần đánh lén thanh mộc thần hệ, đánh một trận với thanh mộc chủ thần. Hàn Lạc Tuyết cũng quay sang nhìn Lý Nhất Điểm. Thiên mệnh thần thuật sư và thiên mệnh chú thuật sư số mệnh chủ định là địch cuối cùng sẽ không cách nào khống chế sinh ra địch ý đối với đối phương rất khó có thể tưởng tượng hai người như vậy là hiệu trung cùng một thần điện ai mà biết lý nhất điểm lại lắc đầu ta không phản đối năng mỉm cười sở ngân rõ ràng nhìn thấy một tiểu được tóc vàng nhìn như điềm tĩnh nhưng đã che giấu ánh sáng điên cuồng bên trong sự nóng bỏng đó ngay cả sở ngân nhìn thấy cũng không khỏi tim đập nhanh Lý Nhất Điểm chậm rãi nói Không động thì thôi Động thì phải lui đỉnh Chế định kế hoạch tác chiến Tranh thủ trong thời gian ngắn Trực tiếp đánh tan địch nhân Hơn nữa chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất Tư đại chủ chiến thần tộc Dám nhắm vào ngũ đại chủ thần Đại hoang thần tộc Muốn nói không có mấy vị chủ thần Hoặc một vị làm chỗ dựa Hoàn toàn không có khả năng Bộ bào huỳnh bụi Đoạn chương nghe xong Âm thầm gật gật đầu nhưng điều này ta cũng đã nghĩ đến Âm thanh sở ngân âm vang như sắt Trước khi miền hạ bế quan Cũng đã sắp xếp bố trí đằng sau Cho dù có nhân vật cấp chủ thần Đại hoang thần thậu chống lưng Cũng có cách chống đỡ Chúng tần thần nghe xong Không khỏi lộ ra nét vui mừng